đi chợ đi tìm chùm ruột, không có chỗ nào người ta bán hết, còn người ta bán chùm ruột rim không à. Anh không muốn chùm ruột mà không có, chưa có rim ở trên cây hái xuống á. Ở đâu ra? Đáng lẽ thì kiểu như là mình chắc là đi không đúng dịp không ta, hay không đúng mùa không ta, hay là cái đó nó không có nhu cầu hả? Không, trước Tết nó hái nó rim hết rồi. Chứ lại cái chùm ruột mà ăn sống nó đâu có ngon. Không khánh tiệt chủng hết cái đó rồi. Tiệt chủng là không có nhu cầu đó. Ông anh rể của em cũng vui ha. Ông đó tạo lắm, ông đó là số 1 luôn á. Mà không phải kiểu như ông anh rể đó, không phải ông thương chị gái em không, ông thương nguyên cả nhà em luôn. Em út đồ ông ngoại bà ngoại rồi ba má em là ông thương luôn. Bản tính người nó tốt. Sáng nay kêu anh lên chứ cái mời anh uống ly cà phê muối á, xong cái anh kể chuyện câu chuyện cà phê muối không thích lắm. Thích thì không khỉ. Để sẵn em chưa nghe phải không? Sẵn anh kể cái câu chuyện sự tích cà phê muối cho mọi người nghe luôn. Kể rồi. Đăng lên YouTube phát sóng cho mọi người biết cái câu chuyện cà phê muối này nè. Ông anh rể em sáng đẩy cà phê muối. Cái này là sự tích cà phê muối, nhưng hồi bữa là mình kể sự tích Chúa Giêsu là khác. Hồi bữa câu chuyện kia nó có cái tính hài hước, còn cái câu chuyện này là nó có cái tính lãng mạn trong cái câu chuyện. Anh kể đêm lòng họ. Có nghĩa là để trước khi kể chuyện anh nói tóm tắt là khi mà về đến Việt Nam á, anh thấy đi ra đường á, ở đâu nó cũng đăng lên, nó cũng để cái bảng lên cà phê muối. Thì xong cái anh mới chợt nhớ đến cái câu chuyện đó nó là có cái mối, là một cái mối tình đẹp giữa hai đứa từ kiểu như quen nhau từ trong trường ra. Là câu chuyện kể về một đứa tên là, con nhỏ tên là Kha, còn thằng kia tên là Khải. Thì cái tụi nó, câu chuyện bắt đầu từ lúc lớp 12, thì nó có một cái tiệc liên hoan trong nhóm, trong lớp đó. Thì bữa đó đông đủ người lắm, thì ai cũng ra ăn tiệc chơi vui vẻ. Thì là về thằng Khải này á, thì nhà nó là kiểu như nó nhà rất là nghèo khó mà chịu ăn học, cái có cái tính cũng chân thật khù khờ chút xíu trong đó. Còn con bé Kha là nó là giàu có, kiểu như mà cái tánh tiểu thư, giàu có về cái gia thế là nó là tiểu thư, nhưng mà nó cũng là kiểu thuộc tiếp là người tốt bụng. Thì trong cái tiệc đó thì có rất là nhiều mấy thằng khác, đứa nào cũng muốn đeo đuổi mà lấy làm quen hết á, ai cũng muốn làm quen hẹn hò mà nó đều từ chối hết. Con bé này nó từ chối hết, nó chỉ là, thì trong đó có thằng Kha, thằng Khải này thì nó chưa, nó tính rụt rè mà, nó chưa, nó đâu có dám thổ lộ, nó cũng không, đâu có dám mà lên mạnh dạn lên. Thì sau mày cái bữa mà hết, cái bữa đó hết cái tiệc liên quan thì con bé Kha này nó mới đến thẳng với lại thằng Khải luôn. Thì nó mới hỏi là sao bữa nay thấy ngồi im ru vậy, hồi nãy có muốn lên nói chuyện mà không dám lên phải không. Từ đó hai đứa bắt đầu mới là kiểu như là làm bạn quen biết nói chuyện với nhau. Thì xong rồi cái đến ngày kia hẹn, hai đứa bắt đầu hẹn nhau đi ra ngoài quán cà phê uống nước. Thì cái tánh thằng này thì nó là con nhà nghèo mà nó đâu bao giờ mà nó đi ra ngoài chơi hay đi ra uống nước gì đâu. Lần đầu tiên hẹn gái đi ra ngoài nữa, hẹn hò nữa thì nó run cầm cập luôn. Thì hai đứa ra quán ngồi, con bé thì chỉ kêu ly cam bắt thôi. Còn thằng đó thì nó kêu một ly cà phê. Thì ngẫu nhiên ở trên bàn thì nó có một cái hũ đường với một cái hũ muối.
thì xong rồi cái thằng này vô tình nó bữa đó nó ngồi đó thì nó rụt rè, nó sợ quá, nó đâu có chủ động đâu biết gì đâu. Thì khi mà cà phê đem ra nó cứ nó sẽ xách cái hũ muối lên, nó bỏ mấy muỗng muối vô luôn, thì nó cũng không biết. Cái một hồi thì một hồi cái con bé đó nó mới hỏi: ủa anh lạ không hơn, sao anh thích uống cà phê mà bỏ muối vô hả? Đó, xong rồi cái là thằng này lúc đó mới sững sờ lên, là nó biết là nó bỏ lộn rồi, nhưng mà nó kiểu như nó không biết trả lời sao. Cái một hồi suy nghĩ nó mới nói là ừ không, tại vì gia đình của anh nó rất là nghèo khó, từ nhỏ đến lớn là bên đây nó cái cánh mấy cái cánh đồng làm muối này nè, phải không, cái chỗ này làm muối nè, phải không, ở bên dọc đường này nè, là nó nói là nhà nó hồi xưa giờ là chỉ là gặt muối làm muối đồ thôi, cho nên là nghèo khó là từ nhỏ rồi, là lúc nào cũng có nhiều muối hết á, cho nên nó ăn uống cái gì nó cũng hơi bỏ, nó thích cái vị muối, vị mặn. Thì đó, ngay cái chỗ này luôn nè. Ồ, câu chuyện hay vậy ta, vừa kể xong cái vừa có cái đống muối được trước mặt luôn đó, cái... đó, cái này là cái nghề gia truyền của thằng thằng kể chuyện. Ngay trùng hợp luôn, ừ, ngay cái lúc này luôn đó, muối là người ta làm muối là vậy nè, đó là gia đình của thằng Khải là nó làm cái nghề này nè, cho nên nghèo khó lắm. Nghèo khó lắm, xong thì nó mới nói, nó thẳng ra. Em thề với mọi em thề với mọi người luôn á, thằng bạn em chỉ sự trùng hợp thôi nha, chứ không phải canh tới khúc muối đâu mới kể. Đó, rồi có ly uống cà phê muối nữa giữa chừng đó. Hay quá hay, đó không, cái đó là cái nghề làm muối bên này nó vậy nè, ở Việt Nam là vậy nè. Cái bên này chắc là hướng biển không? nó lấy nước biển ra là phơi nắng lên làm muối. Ừ, tiếp tục câu chuyện nha. Là xong rồi khi mà thằng đó nó kể, nó nói ra vậy á, thì mọi người khi mà mình viết ra câu chuyện, đọc ra câu chuyện, mình biết là thằng này nó lỡ rồi, thì nó không biết đường nào trả lời, thì nó nói vậy cho một cái cách chân thật thôi, chứ thật sự ừ, nó nói ra xong cái con bé nó càng thương nữa. Con bé nó trời thấy kiểu như thằng gia đình này nó cũng nghèo khó mà nó cũng chịu giống như là học hỏi đồ như thế nào đó. Thì hai đứa bắt đầu sau cái cuộc hẹn hò đó, thì thằng này nó nói là nó thích uống cà phê bỏ muối vô. Thì sau đó là hai đứa từ từ câu chuyện kể lên là hai đứa ra trường cưới hỏi nhau, là về ăn sống với nhau, là cưới hỏi là ở mấy chục năm luôn. Thì là sáng sớm nào á, sáng sớm nào con bé nó cũng ngủ dậy á, là nó cũng nhớ đến chồng là uống cà phê muối. Thì sáng nào á, nó cũng dậy sớm hơn, nó pha sẵn một ly cà phê, bỏ mấy muỗng muối vô cho ông chồng uống. Thì ngày qua tháng nọ, bữa nào nó cũng pha cà phê, thì chồng cũng dậy đều uống hết. Uống hết xong rồi mới đi làm. Ừ, thì câu chuyện đến hồi cuối là mấy chục năm sau, khi mà hai chồng này sống rất hạnh phúc đến mấy chục năm sau luôn. Đến lúc mà cái thằng này nó gần chết đi rồi, thì cùng hai đứa tâm sự với nhau, thằng này nó mới nói thẳng, lúc mà nó biết là nó cũng bệnh sắp chết rồi, gần đi rồi, thì nó mới kể, nó mới tâm sự với con nhỏ vợ, nó nói là ừ, hồi xưa giờ anh quen em á, trong cuộc sống hôn nhân, trong cuộc sống ở với nhau á, anh chưa bao giờ mà có làm gì có lỗi hay là gạt em gì hết á. Chỉ có một cái lúc lần đầu tiên bữa mà anh gặp em, bữa đó anh run quá, anh uống cà phê mà anh vô tình anh bỏ cái muối vô trong cà phê, anh bỏ muối vô cà phê thay vì đường, thì chỉ là cái điều đó là anh gạt em thôi. Cho nên sau này mỗi lần mà em bỏ cà phê muối, sáng nào em cũng pha cho anh một ly cà phê muối á, thật sự là nó rất là khó uống, uống không ngon gì hết á. Nhưng mà vì anh thương em quá, anh không muốn làm cho em buồn á, cho nên bao nhiêu năm nay á, sáng nào em pha cà phê muối vô á, bỏ muối vào á,
anh đều phải cô chịu khó mà uống hết. Nhỏ bệnh chán luôn. Cho nên chết sớm hơn. Ừ, có thể nó mới sàng cái đó. Ừ thì hợp lý mà, nó thương vợ quá thì nó không muốn vợ buồn thì nó nghe nó mới nói ừ anh thích uống cà phê muối thôi chứ thật sự không ngon. Buổi tối á, đừng cho Hưng rảnh nha chị ơi, rảnh nó suy nghĩ nhiều quá chị nó đó. Cho nên cái sự thích cà phê muối á, là nó ra từ đó. Nhưng mà nếu mà so với cà phê muối trong chuyện với lại cà phê muối ở Việt Nam đây thì nó khác nhau hoàn toàn. Phải không? Cà phê muối ở đây ngon, thơm thơm. Không biết nó bỏ gì, bỏ chút xíu sữa gì đó. Rồi câu chuyện kết thúc từ đó là sau khi mà thằng đó nó thổ lộ ra hết cái khúc mà nó gần sắp chết rồi thì đó là câu chuyện cực chờ kết thúc ngay đó, sự tích cà phê muối. Hay quá, hay không? Hay không em? Hả? Ngủ luôn rồi. Trời ơi. Rồi, cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện cà phê muối của mình nha. Kết thúc.